các đảng viên Dân Chủ chỉ tên người chịu trách nhiệm về thất bại trong bầu cử. Một số thành viên đảng Dân Chủ cho rằng nguyên nhân dẫn đến thất bại của đảng trong cuộc bầu cử Mỹ có thể là do Tổng thống hiện tại của nước này, Joe Biden, rút khỏi cuộc đua bầu cử. Thông tin được CNN đăng tải dẫn lời một người trợ lý lâu năm không muốn nêu tên của Tổng thống Mỹ. Kênh truyền hình lưu ý, những người ủng hộ quan điểm nói trên cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phải chịu trách nhiệm về thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử. Những người này được cho là đã hai lần ngăn cản ông Biden ra tranh cử vào chức vụ Tổng thống Mỹ. Hai lần lãnh đạo đảng của chúng tôi vào năm 2016 và 2024 đã đẩy ông Biden sang một bên dành chỗ cho người nhiệt tình hơn, và hai lần chúng tôi đều thua. Ông Biden vẫn là ứng cử viên duy nhất đánh bại được ông Trump, thế nhưng ông ấy lại bị đẩy ra ngoài, kênh truyền hình dẫn lời người trợ lý. Như CNN dẫn các nguồn tin cho biết, những người trong giới thân cận của ông Biden bày tỏ ít nhất hai quan điểm đối lập về kết quả bầu cử. Có những người cho rằng ông Biden lẽ ra vẫn nên là ứng cử viên Đảng Dân Chủ do ông có vị trí vững chắc ở một số bang có truyền thống ủng hộ đảng này. Còn những người khác lại lý giải thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử, trái lại là do ông Biden hết sức không được ưa chuộng. CNN trước đó đưa tin một số đảng viên Dân Chủ Mỹ đổ lỗi cho thất bại của ứng cử viên Kamala Harris của họ trong cuộc bầu cử là do chính Biden, người đầu tiên quyết định tham gia cuộc đua tái tranh cử và sau đó một thời gian dài đã không rời khỏi cuộc đua. Vì việc này, như bài báo nhận xét, nên Harris đã phải thực hiện một chiến dịch tranh cử bị cắt ngắn bất thường, đồng thời cũng không cho đảng Dân Chủ đủ thời gian để xác định ứng cử viên mạnh nhất có thể đấu tranh cho đảng của họ. Phó Tổng thống Harris kêu gọi người ủng hộ chấp nhận kết quả bầu cử. Theo CNN, phát biểu sau cuộc bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi những người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2024 và cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau chiến thắng của ứng viên Donald Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà tràn đầy quyết tâm dù cả khi thua cuộc trước cựu Tổng thống Donald Trump. Hôm nay, trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho tôi, tràn đầy tình yêu dành cho đất nước và tràn đầy quyết tâm, bà Harris phát biểu ngày 6 tháng 11, theo giờ Washington, tại ngôi trường cũ của bà, Đại học Howard ở Washington, D.C. Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là điều chúng ta mong muốn, không phải là điều chúng ta đã đấu tranh, không phải là điều chúng ta đã bỏ phiếu. Nhưng ánh sáng của lời hứa của nước Mỹ sẽ luôn sáng ngời, miễn là chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, bà Harris nói, đồng thời cam kết rằng bà sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến vì một tương lai nơi phụ nữ Mỹ có quyền tự do quyết định về cơ thể của mình. Trong bài phát biểu ngày 6 tháng 11, Phó Tổng thống Harris khẳng định, dù tôi thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử này, nhưng tôi không thừa nhận thất bại trong cuộc đấu tranh đã thúc đẩy chiến dịch này, cuộc đấu tranh cho tự do, cơ hội, sự công bằng và phẩm giá của tất cả mọi người. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden thừa nhận nhiều cung bậc cảm xúc phải đối diện sau cuộc bầu cử, đồng thời nói với các nhân viên Nhà Trắng rằng họ nên tự hào về những gì họ đã cùng nhau đạt được. Tổng thống Biden cũng ca ngợi Phó Tổng thống Kamala Harris là người có phẩm chất phi thường, chính trực, dũng cảm. Đồng thời, ông Biden nói thêm rằng bà ấy là Phó Tổng thống tuyệt vời nhất mà tôi có thể mong đợi. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden phát biểu trước đông đảo nhân viên tại Nhà Trắng kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đánh bại Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vừa qua. Ông Biden bày tỏ hy vọng trong suốt thời gian còn lại, những cộng sự của ông sẽ nhìn lại chặng đường đã đi qua với niềm tự hào về tất cả những gì các bạn đã làm để tạo nên sự khác biệt to lớn cho nước Mỹ, người dân Mỹ và cho thế giới. Công tố viên đặc biệt xem xét hủy hai vụ truy tố ông Trump. Công tố viên đặc biệt Jack Smith được cho là đang xem xét hủy hai vụ truy tố cấp liên bang ông Trump vì Bộ Tư pháp có chính sách không truy tố Tổng thống đương nhiệm. Những cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra giữa các lãnh đạo Bộ Tư pháp và công tố viên đặc biệt Jack Smith về cách kết thúc tốt nhất hai vụ truy tố nhằm vào Tổng thống đắc cử Donald Trump, AP dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề hôm 6 tháng 11 cho hay. Hàng loạt hãng khác như ABC, New York Times, Fox cũng đăng tải thông tin tương tự. Động thái này phù hợp với chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp Mỹ là không truy tố các tổng thống đương nhiệm. Văn phòng của ông Smith từ chối bình luận về các thông tin nêu trên. Công tố viên đặc biệt Smith được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Garland bổ nhiệm hồi tháng 11 năm 2022 để dẫn dắt hai cuộc điều tra cấp liên bang nhằm vào ông Trump liên quan cáo buộc âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020 và giữ trái phép tài liệu mật. Ông Trump nhiều lần chỉ trích đây là những cuộc săn phù thủy nhằm vào ông. Trong một cuộc phỏng vấn cuối tháng trước, ông Trump tuyên bố sẽ sa thải Smith trong vòng 2 giây nếu đắc cử. Kết quả kiểm phiếu sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 cho thấy ông Trump đã đánh bại bà Kamala Harris, trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ.
các nhà lãnh đạo EU sẽ họp bàn về tương lai của châu Âu. Theo dự kiến, trong cuộc họp ngày 8 tháng 11, các lãnh đạo EU sẽ dành thời gian thảo luận về một vấn đề không kém phần quan trọng, đó là việc tăng cường năng lực cạnh tranh của châu Âu. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu EU sẽ gặp nhau tại Budapest, Hungary vào ngày 7 và 8 tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức do Chủ tịch Hội đồng châu Âu tổ chức. Cuộc gặp sẽ nhằm thảo luận các vấn đề chiến lược quan trọng, bao gồm quan hệ xuyên Đại Tây Dương, an ninh quốc tế và cách thức tăng cường năng lực cạnh tranh của EU. Trong thư mời gửi các thành viên Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh cuộc họp này sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính: quan hệ với Mỹ, an ninh và địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine và các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, mối quan hệ với Mỹ là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển chung của Liên minh và các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác để thúc đẩy các ưu tiên trong khuôn khổ kế hoạch chiến lược hướng tới một châu Âu mạnh mẽ và có chủ quyền. Một trong những chủ đề chính của cuộc họp là việc thảo luận về tình hình tại Georgia sau cuộc bầu cử gần đây. Các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ tìm kiếm một phương án giải quyết phù hợp cho những thách thức mà quốc gia này đang phải đối mặt, đồng thời bàn về các phương hướng hỗ trợ Georgia trong quá trình xây dựng nền dân chủ ổn định. Hơn nữa, cuộc họp sẽ tập trung vào tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Israel và Palestine, với sự chú trọng đến một đạo luật mới của Israel ngăn chặn cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa EU và Israel nếu luật này được thực thi. Theo dự kiến, trong cuộc họp vào ngày 8 tháng 11, các lãnh đạo EU sẽ dành thời gian thảo luận về một vấn đề không kém phần quan trọng, việc tăng cường năng lực cạnh tranh của châu Âu. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, trong suốt 20 năm qua, tỷ trọng GDP của EU trong nền kinh tế toàn cầu đã giảm đi một nửa và đây là một tín hiệu cảnh báo lớn đối với các quốc gia thành viên. Tình hình hiện nay đang rất nghiêm trọng và cần phải có hành động khẩn cấp để đảo ngược xu hướng này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác và sức mạnh tập thể, EU sẽ có thể đưa ra các quyết định quan trọng và đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết những thách thức lớn, từ đó tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Các nước Ả Rập mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ. Lãnh đạo các nước Ả Rập bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ trên tất cả lĩnh vực. Ngày 6 tháng 11, các nhà lãnh đạo Ả Rập đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ. Trong cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã tái khẳng định mong muốn của Cairo tiếp tục hợp tác với Tổng thống đắc cử Mỹ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác quan trọng giữa hai nước trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Nhà lãnh đạo Ai Cập nhận định rằng tính chất chiến lược của mối quan hệ giữa hai nước sẽ mang lại lợi ích cho hai dân tộc và đóng góp vào sự ổn định, hòa bình và phát triển ở Trung Đông. Về phần mình, Tổng thống đắc cử Mỹ đánh giá cao cử chỉ ân cần của ông El-Sisi, đồng thời ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với Ai Cập, nhằm phục vụ lợi ích chung của hai nước, cũng như đóng góp vào việc duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Cùng ngày, quốc vương Saudi Arabia Salman đã gửi điện chúc mừng ông Trump, đồng thời chúc mừng người dân Mỹ tiến bộ và thịnh vượng hơn nữa. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng gửi lời chúc mừng chân thành tới ông Trump. Cũng trong ngày 6 tháng 11, quốc vương Jordan và quốc vương Qatar đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới ông Trump, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực và toàn cầu. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 sau khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden mãn nhiệm.